Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Đây là thời giờ chúng ta đừng ngồi đó sợ hãi như những người không có niềm tin, nhưng mà hãy tận dụng những thời giờ này để chúng ta cùng nhau tấn tới ở trong ơn của Chúa. Vậy rồi chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài mở cho chúng ta những cánh cửa, bởi vì Ngài tin chúng ta được. Ngài tính cậy và ban cho chúng ta, giao cho chúng ta quyền năng của Ngài để chúng ta có thể quản lý các thứ ơn của Chúa một cách tốt đẹp. Cho nên chúng ta hãy chọn, thay vì sợ hãi co lại, thì chúng ta hãy mạnh mẽ nhờ cậy và đến với Chúa để được Chúa Ngài đông đầy chúng ta càng hơn, để chúng ta sẵn sàng được đưa vào sử dụng. Chúng ta cần được sự sức dầu của Chúa hơn bao giờ hết. Sự sức dầu là điều sẽ làm nên sự khác biệt. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ và xem sự sức dầu mặc lấy quyền phép đã thể hiện trên thánh vụ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài ở trên đất như thế nào. Đây là một khuôn mẫu. Chúa Giêsu Ngài là khuôn mẫu cho chúng ta. Một con người, Ngài bước đi khi trở nên một người, thì Ngài có là Đức Chúa Trời 100%. Nhưng mà cũng là con người 100%. Và con người 100% này được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, để rồi có thể thi hành thánh vụ một cách đầy quyền năng. Thì Ngài là mô hình cho chúng ta. Và khi chúng ta nhờ cậy Chúa, khi chúng ta giao đời sống của mình, chúng ta tận hiến cuộc đời của mình ở trong tay của Chúa, Ngài có thể kiểm soát chúng ta. Đức Thánh Linh có thể mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng ta, hầu cho chúng ta cũng có thể ra đi và tiếp tục công tác mà Chúa Giêsu Ngài đã hứa với các môn đồ của Ngài. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm, lại làm trỗi hơn nữa, làm lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Chúa Ngài đã cho chúng ta thấy tiềm năng mà cuộc đời của chúng ta có thể đạt đến, đó là chúng ta sẽ tiếp tục làm công việc của Chúa Giêsu ở trên đất này. Và Chúa Ngài còn cho mở rộng càng hơn nữa, vì Ngài đã trở về cùng với Chúa Cha, đang cầu thay cho chúng ta, cầu thay cho hội thánh của Chúa, và sẵn sàng hậu thuẫn chúng ta, sẵn sàng tuôn đổ quyền năng của Chúa để trang bị cho chúng ta, hầu chúng ta có thể tiếp nối công việc của Chúa. Cho nên mô hình về thánh vụ của Đức Chúa Giêsu ở trên đất là hình ảnh mà chúng ta cần nắm bắt được để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cần hiểu sự sức dầu là gì để chúng ta có thể để cho sự sức dầu của Chúa tác động trên đời sống của chúng ta, hoặc cho chúng ta có thể hiệu quả ở trong sự phục vụ. Sự sức dầu là quyền năng của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta để chúng ta phục vụ. Đây là kinh nghiệm sự vận hành của Đức Thánh Linh xuyên qua đời sống của chúng ta. Sự sức dầu là sự ban cho chúng ta để có thể cất đi gánh nặng và tiêu diệt những cái ách cai trị ở trên một người. Và lời của Chúa ở trong Esai chương 10 câu số 27 ghi lại cho chúng ta: trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai người, ách nó cất khỏi cổ người, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Cảm ơn Chúa tại đây cho chúng ta thấy đó là trong ngày đó, cái ngày mà chúng ta được sự sức dầu. Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta dịch chữ sự béo mập, thì chữ này cũng là chữ simen, cũng là có nghĩa là sự sức dầu. Sự sức dầu của Chúa sẽ làm cho chúng ta nảy nở, làm cho chúng ta mạnh mẽ, hầu cho những cái ách, những cái thói hư tật xấu, những điều mà trước đây nó vừa dặn trong đời sống của chúng ta, thì bây giờ bởi sự sức dầu của Chúa sẽ làm cho nó bị gãi rụng. Bởi sự sức dầu của Chúa thì những cái gì mà những cái ách ở trên đời sống của những người lân cận của chúng ta, bởi sự sức dầu đó cũng có thể bẻ gãi nó. Vì trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai của người và ách nó khỏi cổ của người. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã định. Ở trong ngày đó, ngày mà Chúa Ngài sức dầu trên chúng ta. Cho nên anh chị em hãy nhận sự sức dầu của Chúa. Chúng ta quen thuộc với sự vận hành của sự sức dầu của Chúa, hầu cho chúng ta có thể đón nhận cho chính mình. Chúng ta tiếp tục
nhận sự sức giàu của Chúa một cách đầy dẫy và sẵn sàng để được đưa vào sử dụng. Sự tự do đến bởi sự sức giàu của Chúa. Sự sức giàu ở trong Tân Ước chính là được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh Linh và nói đến bởi báp têm ở trong Đức Thánh Linh. Như Công vụ chương 1, câu 5 và câu 8 chép: vì dân đã làm báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và câu số 8: nhưng Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Cảm ơn Chúa. Và điều mà Chúa Giê-xu Ngài nhắc cho các môn đồ của Chúa để họ mong đợi đã xảy ra khi họ nghe Chúa Ngài phán những lời cuối cùng này, là Chúa được tiếp rước về trời. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta trong Công vụ chương 2, Chúa nhận Thánh Linh từ nơi Chúa Cha và đổ Thánh Linh xuống ở trên hội thánh của Chúa như điều Cha hứa. Và Công vụ chương 2 câu 1 cho đến câu số 4 mô tả cho chúng ta cái sự việc đó xảy ra như thế này. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thánh Linh có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, khắp đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Cảm ơn Chúa. Và Công vụ chương 10 câu 38: thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép để Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Cảm ơn Chúa. Và Luca chương 4 câu 18 cho đến câu số 19: thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Như vậy chúng ta thấy ở đây có một sự đông đầy, có một sự ban cho, có một sự giáng trên của Đức Thánh Linh khiến cho các môn đồ của Chúa đã trở nên những người đã hầu việc Chúa một cách kết quả, và cuộc đời của họ đã làm nên những kết quả lớn lao. Và trên chức vụ của Đức Giê-xu cũng vậy. Bởi sự sức giàu của Đức Thánh Linh mà Đức Giê-xu Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia, Ngài đi từ làng này đến làng khác, Ngài đi từ thành này đến ngành khác, đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước, làm việc lành và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Điều này phải có ở trong đời sống của chúng ta. Gương của Thầy của chúng ta, Cứu Chúa của chúng ta đã đặt để trước mắt của chúng ta. Công việc của chúng ta muốn được sử dụng và muốn được lời của Chúa đã phán với hội thánh của Ngài ở trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu số 12: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai tin ta sẽ làm việc ta làm, lại làm trỗi hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Cảm ơn Chúa. Điều đó chỉ có thể thể hiện khi chúng ta nhận được sự sức giàu, nhận được sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Như vậy được sức giàu để làm gì? Sự sức giàu để mang đến sự tự do và giải cứu. Công vụ chương 10 câu 36 đến 38 cho chúng ta thấy công việc thánh vụ của Đức Giê-xu bắt đầu như thế này và diễn ra như thế nào. Ở trong câu số 36: ấy là lời Ngài đã phán cùng con cái Israel khi rao giảng tin lành về sự bình an của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa của loài người. Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi biết rồi. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giêsu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng ta thấy tại đây, đó là sự bắt đầu của đạo của Chúa, của tin lành của Chúa. Bắt đầu từ Chúa Giê-xu, Ngài phán với dân Israel khi Ngài rao giảng tin lành về sự bình an của Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa của loài người.
và việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong xứ Giu-đê. Kế sau dân đã giảng ra phép báp têm thì các ngươi đã biết rồi. Những người nghe Phi-e-rơ rao giảng những điều này thì được nhắc nhở, bởi vì trong sứ điệp này sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng cho những người không phải Do Thái. Họ chưa biết hết tất cả bối cảnh của việc Tin Lành của Chúa đã bắt đầu như thế nào. Phi-e-rơ rao giảng và cho chúng ta thấy ở trong cuối số 38 thể nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Những câu kinh thánh này cho chúng ta thấy một sự thay đổi rõ rệt ở trong thánh chức của Đức Giê-xu trên đất. Cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại cho chúng ta cái khung cảnh mà Đức Giê-xu Ngài đã chịu báp têm nước, nơi dân Baptist làm báp têm cho Ngài. Và khi từ dưới nước lên, Kinh Thánh ghi lại chúng ta bầu trời mở ra và có tiếng phán từ trời: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Và Thánh Linh đã lấy hình như hình chim bồ câu đáp xuống ở trên Đức Giê-xu để Ngài được Đức Thánh Linh đầy dậy ở trong Ngài, rồi hướng dẫn Ngài đi vào ở trong đồng vắng, chịu sự cám dỗ. Khi Ngài kiêng ăn và chịu sự cám dỗ, thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta từ đó khi Chúa trở về thì Ngài được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh và bắt đầu thánh vụ của Ngài ở trên đất. Đây cũng là điều mà Chúa Ngài muốn thấy nơi đời sống của chúng ta. Chúng ta cần được Đức Thánh Linh giáng trên, chúng ta cần được Đức Thánh Linh tuôn đổ quyền năng của Ngài, sức dầu cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào ở trong công tác hầu việc Chúa, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người chung quanh chúng ta. Trước khi được sự sức dầu bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta không có một ghi nhận nào về Đức Giê-xu giảng đạo ở giữa công chúng. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần nhớ. Phải có sự sức dầu của Chúa thì chúng ta mới có thể được Chúa Ngài đưa chúng ta vào sử dụng ở giữa công chúng. Và thứ hai, chúng ta cũng thấy rằng trước khi được sự sức dầu Đức Thánh Linh thì chúng ta chưa thấy Đức Giê-xu làm một phép lạ nào. Nhưng sau khi được sự sức dầu của Đức Thánh Linh thì phép lạ đầu tiên mà Đức Giê-xu đã làm ở trong việc hóa nước thành rượu đã xảy ra khi Đức Giê-xu được sự sức dầu. Và đây là thứ tự rất là quan trọng để chúng ta nhớ, hầu cho chúng ta có thể bước đi trong mô hình mà Đức Giê-xu đã thể hiện cho chúng ta, Ngài là gương mẫu cho chúng ta. Trước hết Đức Giê-xu nhận sự sức dầu bởi Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài mới ra đi. Khi và chỉ khi được sự sức dầu thì Kinh Thánh mới ghi lại chúng ta Đức Giê-xu đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự phục hồi của năng quyền của Chúa trên hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta mong đợi, chúng ta chờ đợi để được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ở tại nước ngoài, giáo hạt Tin Lành Bắc Mỹ trong kỳ hội đồng vừa qua của họ được tổ chức tại thành phố Houston ở tại đây, thì hội thánh của Chúa, hội thánh Tin Lành CME ở tại Hoa Kỳ này đã có một chủ đề, đó là tìm một sự phục hưng. Ở đây tôi tin rằng một cái sự quay trở lại rất là quan trọng mà người sáng lập của Hội Truyền giáo Phước âm Liên Hiệp đã nhận biết điều này. Cho nên ông đã có một câu gốc cho cả cái hệ phái của mình. Đó là bởi thần ta. Nếu không bởi thần của Chúa, nếu không có sự phục hưng đời sống tâm linh được mạnh mẽ, thì chúng ta không làm được bao nhiêu việc. Hay nói rằng như Chúa Giê-xu Ngài nói, chúng ta chẳng làm chi được. Cho nên chúng ta thấy cần quyền năng của Chúa, cần đến với Chúa, cần tiếp nhận như Chúa Giê-xu Ngài đã làm gương cho chúng ta tại đây. Khi và chỉ khi chúng ta được sự sức dầu của Chúa, được mặc lấy quyền phép, thì chúng ta mới có thể ra đi và có kết quả được. Như Chúa Giê-xu Ngài đã làm công việc đó. Và Ngài là Đức Chúa Trời mang lấy nhục thể, và Ngài chọn
bước đi trong sự vâng lời, bước đi trong sự vâng phục. Ngài không sử dụng thần tánh của Ngài, nhưng mà chọn theo kế hoạch của Đức Chúa Cha. Đó là Ngài nhận sự đông đầy Đức Thánh Linh, được mặc lấy quyền phép bởi Đức Thánh Linh, rồi Ngài ra đi và Ngài phục vụ. Nếu Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm như vậy thì chúng ta cũng phải theo thứ tự này. Chúng ta được cứu, chúng ta được tái sinh, rồi chúng ta tìm đến ở trong sự kinh nghiệm, được báp têm trong Đức Thánh Linh, được sự sức giàu của Chúa, được mặc lấy quyền phép, rồi chúng ta ra đi và phục vụ để sự phục vụ của chúng ta có kết quả. Nên chúng ta thấy tại đây một khi đẳng cấp cao hơn cho tất cả chúng ta ở trong mục vụ, cùng một sự sức giàu của Đức Thánh Linh đã mang quyền năng đến trên thánh vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng sẽ làm việc trên đời sống của chúng ta. Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời đã kế hoạch. Ngài hứa ban Đức Thánh Linh, đó là điều Cha hứa, và chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Mức độ đầy dẫy quyền năng qua công tác của Đức Thánh Linh dành cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhất mà tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về mục đích của sự sức giàu, đó là chúng ta được sức giàu để mang lại sự tự do. Cơ đốc nhân được sức giàu bắt đầu tìm để giúp đỡ cho những người bị cầm buộc, hà hiếp và phù tù. Đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, vì bởi ơn của Ngài, được Chúa Ngài đông đầy đời sống của chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta sẽ ra đi để chúng ta mang sự tự do đến để giúp đỡ cho những người đang bị cầm buộc. Rất là quan trọng, vì sự sức giàu bẻ những ách cai trị, vì sự sức giàu giải cứu. Cảm ơn Chúa, chúng ta có món quà phước hạnh để chúng ta cho những người đang bị cầm buộc. Đó là sự tự do mà quyền năng của Chúa có thể mang đến trên đời sống của họ để họ có thể được giải cứu. Bằng cách nào anh chị em? Thần của Chúa ngự trên anh chị em để đem đến sự giải cứu tự do cho những người bị cầm tù. Ách mà lời của Chúa nói ở trong Ê-sai chương 10 mà chúng ta đã cùng được nhắc nhở trong ngày hôm nay, đó là trong ngày đó gánh nặng sẽ tất khỏi vai của người, ách nó khỏi cổ của người, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập. Chúng ta để ý đến chữ cái ách ở tại đây. Thì chúng ta ở trong xứ nông nghiệp, và trong khi thời sơ khai thì chúng ta biết rằng người ta phải sử dụng những con trâu hay là những con bò để kéo cày. Và để nó có thể kéo được cái cày này thì có một cái ách, là một cái khúc gỗ được đẽo vừa ở trên cổ của con vật đó. Khi người ta để cái ách ở trên vai của nó, rồi có hai cái chốt đóng xuống, cột cái sợi dây lại, thì nó giữ ở trên vai của con vật để nó có thể kéo cày được. Cái ách cũng là hình ảnh mà chúng ta thấy rằng một cái gánh nặng đặt ở trên vai của con người của chúng ta. Bởi vì cái ách có thể là cái trói buộc ở trong đời sống của chúng ta. Cái ách nó giữ chúng ta dính liền với, như con thú dính liền với cái cày. Cái ách có thể khiến cho chúng ta bị dính liền với những cái gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta. Ách trói buộc có thể là bệnh tật ở trong thân thể. Chúng ta biết rằng khi thân thể của chúng ta mà bị ốm đau thì chúng ta bị nó cột chặt chúng ta vào ở trong cái chỗ thiếu sức khỏe hay là không có sức khỏe. Ở đây là một cái sự trói chặt mà chúng ta có thể bởi sự sức giàu của Chúa bẻ cái ách đó. Nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ. Ách cũng có thể là những áp bức ở trong tình cảm, như là sợ hãi, bất an. Có những người ở trong sự sợ hãi, bất an, trầm cảm, thì chúng ta thấy rằng cái gánh nặng này nó đặt ở trên vai của họ. Họ không thể nào thoát ra được. Nếu uống thuốc an thần thì nó cũng chỉ là giảm đi ở trong giây phút đó, bằng cách là làm cho não nó nhũn xuống. Rất là khó chịu. Và để họ có thể tắt
cái sự căng thẳng ở trên não bộ của họ. Điều duy nhất có thể bẻ cái áp đó, đó là chính sự sức giàu của Chúa mới có thể giải cứu những con người này, để họ có thể kinh nghiệm được sự bình an ở trong Chúa và có thể sống ở trong quyền năng của Chúa. Áp cũng có thể về thuộc linh, như chúng ta biết có những trường hợp người ta bị ma quỷ áp bức, họ không sống cho chính mình được nữa. Và có một tiếng nói, có một sự hiện diện giống như là một chiếc xe đã bị cướp, và cái kẻ cướp xe đó bây giờ làm chủ tình hình và lái chiếc xe đó đi. Thân thể của những người bị áp bức với ma quỷ thì họ không còn sống cho chính mình được nữa, và có một sự hiện diện, có một cái linh đang điều khiển, đang nói qua họ, đang làm việc, và nhiều khi nó chiếm hữu người đó hoàn toàn thì họ không còn là chính họ nữa. Tất cả những áp này có thể được tiêu diệt bởi mục vụ của những tín nhân được sự sức giàu của Chúa. Ở đó là cái chỗ mà Chúa Ngài muốn sử dụng chúng ta. Trước đây chúng ta có thể đã từng mang những cái áp đó, nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa, bởi sự sức giàu mà chúng ta đã được giải cứu. Chúng ta kinh nghiệm được sự cứu rỗi là điều quan trọng nhất. Sau đó chúng ta được giải cứu, những cái áp được giải quyết trong đời sống của chúng ta và cất khỏi vai của chúng ta. Sự sức giàu của Chúa làm gãi rụng những cái áp đó. Cảm ơn Chúa, chính anh chị em là những người có thể được sự sức giàu của Chúa để có thể tiêu diệt những cái áp ở trên đời sống của những người lân cận của chúng ta, những người thân thương của chúng ta. Hầu cho nhiều người được sự tự do trong ơn của Chúa. Vì lời của Chúa hứa với chúng ta, quyền năng của Chúa đến ở trên chúng ta thì chúng ta sẽ được các dấu lạ cập theo. Như công vụ chương 10 câu 38, một lần nữa chúng ta nhắc nhở thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì mà chúng ta cần biết về sự sức giàu, đó là chúng ta được sức giàu để chữa lành. Mọi cơ đốc nhân đều có thể đặt tay trên kẻ đau và thấy người ta được lành. Mác chương 16 câu 17 đến 18. Mỗi cơ đốc nhân đều có thể khai phóng quyền năng chữa lành của Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu ở trên những con người. Và trong trường hợp hiện tại, có thể anh chị em không thể đặt tay trực tiếp trên những người lân cận, nhưng qua điện thoại, qua sự tiếp xúc đó, chúng ta cũng có thể công bố sự chữa lành của Chúa và người ta cũng nhận được phước hạnh của Chúa như chúng ta đặt tay trực tiếp. Bởi vì Chúa của chúng ta không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Và cái cách mà Chúa Ngài chữa lành cũng ghi lại cho chúng ta, có khi Chúa Ngài đặt tay ở trên người bệnh, có khi Chúa Ngài hòa một ít bùn mà Ngài trét lên mắt của một người rồi sai đi để rửa mắt ở tại ao thì người ta được sáng mắt. Có khi Chúa Ngài chỉ rờ đến mắt thì người ta được lành. Và có những trường hợp như người đầy tớ của thầy đội, như đứa con gái của người đàn bà xứ Canaan, thì Chúa Giêsu chỉ phán một lời thì người ta được sự chữa lành. Chúa Giêsu chỉ phán một lời. Chúng ta ngày hôm nay cũng có thể học theo gương của Chúa và sử dụng cái phương tiện này, bởi sự tiếp nối của điện thoại di động, chúng ta có thể công bố tiếng phán của sự chữa lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu trên người bệnh, và họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Chúng tôi thấy điều này rất là thường xuyên ở trong những cái giới hạn mình không thể có mặt ở tại những nơi xa mà các anh chị em có nhu cầu, thì họ gọi điện thoại và nhờ chúng tôi cầu nguyện qua điện thoại. Cảm ơn Chúa, có khó hơn nhưng vẫn có phép lạ xảy ra, phép lạ của sự chữa lành xảy ra. Có hơn vì chúng ta không tiếp xúc được một cách trực tiếp để chúng ta nghe biết bệnh của họ như thế nào và thấy
thân thể của họ đang ở trong tình trạng như thế nào. Nhưng mà danh và quyền năng của Đức Chúa Giêsu thì có thể đem lại sự chữa lành, dù người ta ở xa bao nhiêu ngàn dặm, họ cũng có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa chạm đến, bởi vì Chúa của chúng ta đã ban cho chúng ta cái phước hạnh đặc ân để chúng ta có thể nhân danh Chúa và chúng ta nắm bắt lấy quy quyền ở trên bệnh tật và truyền lệnh nó phải ra khỏi những thân thể mà nó đang tấn công và giày xéo. Anh chị em đừng chỉ giới hạn là chúng ta phải đặt tay trực tiếp, mà hãy mở ra và một cái tấm lòng và nhờ cậy ở trong ơn quyền của Chúa, xin Chúa gia ơn một cách đặc biệt trong những hoàn cảnh đặc biệt như hiện tại. Chúng ta ở trong chỗ giãn cách, nhưng khi biết có những người chung quanh của chúng ta đang cần sự chữa lành, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ qua điện thoại để giúp đỡ cho họ kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Phép lạ vẫn xảy ra, ung thư vẫn rớt khỏi những thân thể. Bao nhiêu sự chữa lành của Chúa đến trên những người cần được sự giúp đỡ từ nơi Chúa khi chúng tôi có cơ hội phục vụ qua điện thoại. Cho nên chị em, khi chúng ta được sự sức giàu của Chúa, thì sự sức giàu của Chúa sẽ tuôn đổ ra. Có thể đi xuyên đường Diễn Liên, tín hiệu từ điện thoại của chúng ta đi lên vệ tinh, rồi vệ tinh chuyển cái làn sóng đó đến với cái điện thoại di động của người cần nhận sự chữa lành của Chúa. Và bởi sự nối kết này thì sự sức giàu của Chúa cũng có thể tuôn đổ ra và đem lại kết quả. Như chúng ta thấy khi sứ đồ Phaolô dường như không có mặt ở tại đó, nhưng mà có nhu cầu của những người cần được chữa lành, được giải cứu, thì người ta lấy khăn và áo của Phaolô đắp ở trên người bệnh, thì người bệnh cũng được sự chữa lành. Như chúng ta đã học, cái sự khai phóng của quyền năng của Đức Thánh Linh qua chiếc áo choàng, qua những vật thể, và chúng ta thấy phép lạ cũng có thể xảy ra và người ta được lành. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Phaolô không có trực tiếp ở tại đó để có thể đặt tay trực tiếp hay là phục vụ những người có nhu cầu một cách trực tiếp. Anh chị em, có một điều khác nữa mà tôi khuyến khích, nhất là các tôi tớ của Chúa đang theo dõi. Chúng ta đang làm một công việc mà trước đây sứ đồ Phaolô đã làm, và kết quả cũng rất là lớn lao. Khi ông bị giam lỏng ở tại thành Roma, thay vì ông ở trong cái chỗ đó thì than vãn vì mình đang ở trong dòng xiềng xích chỉ vì mình đã mạnh mẽ rao giảng tin lành của Chúa và giúp đỡ cho những người không phải là Do Thái để có thể bước vào ở trong ơn của Chúa và chuyển dân của Ngài. Thì chúng ta thấy rằng ông đã từ xa, từ thành Roma, ông viết các thư tín cho thành Philip, cho thành Epheso, cho thành Colosse, cho hội thánh của Chúa ở các nơi đó. Thì chúng ta thấy rằng kết quả đó là thánh vụ của ông vẫn ảnh hưởng lan rộng, và lan rộng cho đến chúng ta trong ngày hôm nay. Cho nên trong sự giãn cách, ở trong cái chỗ mà chúng ta đang ở, trong cái chỗ bị cách ly đó, thì chúng ta vẫn có thể chọn là khai phóng sự sức giàu của Chúa, có thể qua thư từ, có thể qua điện thoại, và trong tất cả những phương tiện mà chúng ta có được. Vì sự sức giàu của Chúa sẽ đi theo những bức thư như các thư tín mà sứ đồ Phaolô đã gửi cho hội thánh của Chúa và cho các chức vụ như của Timôthê, như của Tít. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng có thể làm được công việc đó. Anh chị em, miễn là chúng ta có sự sức giàu của Chúa thì chúng ta có thể làm công việc đó. Chúng tôi cũng đã từng phục vụ những người có nhu cầu qua những lời nhắn tin. Khi họ nhắn tin cho chúng tôi cái nhu cầu cần được sự chữa lành hay là một nhu cầu nào đó, thì chúng tôi cầu nguyện bằng việc nhắn tin trở lại và nhân danh Đức Chúa Jesus Christ truyền lệnh cho bệnh tật đó nó phải dừng lại. Cảm ơn Chúa, cũng có những kết quả rất là khích lệ. Cho nên chị em đừng để cho dịch lệ và giãn cách làm cho chúng ta chùn bước, nhưng mà hãy mạnh mẽ phần của chúng ta cứ gây dựng sự sức giàu của Chúa và ơn của Ngài, rồi chúng ta khai phóng ra bằng những phương tiện hiện đại mà Chúa cho chúng ta nữa.
như chúng tôi đang làm công việc ở tại đây. Đó là chuyển tải sự sức giàu của Chúa qua việc chúng tôi chia sẻ, huấn luyện cho anh chị em. Và phía bên kia của thế giới, các anh chị em đang theo dõi ở tại Việt Nam cũng như ở Âu Châu, đang được phước của Chúa là bởi vì chúng tôi không dừng lại ở trong cái giới hạn của khoảng cách của địa lý. Nhưng mà chúng tôi tin rằng Chúa Thánh Linh có thể kết nối và chúng ta có thể phục vụ khi chúng ta được sự sức giàu của Ngài và chọn là chúng ta mở rộng ra, chọn nảy nở ra ở trong ơn của Chúa, vì sự sức giàu sẽ bẻ những cái ách cai trị ở trên những người mà chúng ta phục vụ. Cho nên hãy mạnh mẽ. Tôi khích lệ cho em trong những ngày này, đừng lùi bước, nhưng tấn tới càng hơn vào trong ơn của Chúa, đảm bảo mình được đông đầy, đảm bảo mình được đầy sự sức giàu tươi mới từ nơi Chúa và bắt đầu phục vụ. Cảm ơn Chúa. Có ai amen với điều đó không? Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta thấy được. Khi chúng tôi được nhắc nhở về chức vụ của sứ đồ Phaolô khi ông ở tại thành Roma, ở tại La Mã, ông vẫn viết thư tín, ông vẫn phục vụ, ông vẫn giúp đỡ. Và ngay cả trong những giây phút ông bị xiềng chung với lại một người lính La Mã, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng ông đã rao giảng tin lành của Chúa, khiến cho luôn cả người nhà của Caesar cũng được cứu. Và những người lính này đến từ nhiều vùng khác nhau trong đế quốc La Mã, họ phục vụ ở tại thành La Mã, thì họ được biết Chúa, rồi họ trở về mang tin lành của Chúa về quê hương của họ và giúp đỡ cho nhiều người. Nên chị em đừng dừng lại, đừng để cho cái khó khăn hiện tại làm cho chúng ta chùn bước, bởi vì chúng ta có thể phục vụ trong những phương tiện mà chúng ta có được ở trong ngày hôm nay. Vì sự sức giàu sẽ mang sự tự do đến cho những người đang cần được giúp đỡ. Cảm ơn Chúa. Bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Khi chúng ta công bố, như Phi-rơ đã công bố, những gì ta có, ta cho ngươi, ở trong công vụ chương 3 câu số 6. Và trong danh Đức Chúa Giê-xu, Phi-rơ đã chữa lành cho người đã bị bại từ thuở sanh ra. Cảm ơn Chúa, vì ông đã chọn thái độ. Bạc và vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho người. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, chúng ta hãy sống với thái độ. Những gì chúng ta có, chúng ta cho ra. Rồi Chúa Ngài sẽ đông đầy chúng ta càng hơn. Rồi chúng ta tiếp tục cho ra. Đó là cách mà vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động. Chúa Ngài muốn chúng ta làm ống dẫn cho ra. Rồi Chúa Ngài lại tài bồi cho chúng ta. Chúa Ngài lại đông đầy chúng ta. Để chúng ta lại cho ra ở trong ơn của Chúa. Đó là phước hạnh mà Chúa Ngài định cho chúng ta. Điều thứ ba chúng ta thấy, chúng ta được sức giàu để giải cứu người khỏi sự áp bức của ma quỷ. Ở trong Ê-sai 61, từ câu 1 cho đến câu số 3, chúng ta để ý đến tại đây. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, áo người khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Có một sự thay đổi vị trí tới đây. Những con người ở trong chỗ có những nhu cầu rất lớn trong đời sống của họ. Nhưng bởi sự sức giàu thì chúng ta thấy hoàn cảnh có thể thay đổi. Bởi sức giàu của Chúa mà tin lành được rao giảng ra cho kẻ khiêm nhường. Chữ đặng ở tại đây cho chúng ta thấy mục đích của sự sức giàu. Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta được sự sức giàu để chúng ta giảng tin lành.
Rồi chúng ta thấy Ngài đã sai ta đến đặng rịch những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được sự tự do. Bởi sự sức dầu của Chúa, chúng ta có thể rao cho những người phu tù sự tự do mà họ có thể kinh nghiệm được. Vì trong danh Đức Giê-xu và bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể giải cứu họ để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Kẻ bị cầm buộc được ra khỏi ngục, đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Cảm ơn Chúa. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu Si-ôn thay vì tro bụi. Một sự thay đổi đó anh chị em. Đó là người ta đang ở trong cái chỗ của sự khó khăn, đang ở trong cái sự sợ hãi, đang ở trong sự cầm buộc. Tôi tin rằng trong những giây phút này, có rất là nhiều người xung quanh của chúng ta đang rất là sợ. Sợ bị nhiễm COVID, sợ chết, sợ nghèo đói, và đủ thứ sợ. Và nếu không được cứu giúp kịp thời, thì cái sự sợ hãi này nó sẽ gia tăng và nó sẽ làm cho những con người này có thể bị đánh sụp cả tinh thần của họ. Sự sợ hãi có thể cầm buộc họ và khiến cho họ bị trói buộc, sợ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi sự sức dầu của Chúa, chúng ta có thể giúp đỡ cho họ để họ có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi. Cảm ơn Chúa, bởi sự sức dầu chúng ta có thể đem lại những mão hoa đội ở trên đầu của những con người đang ở trong tro bụi. Ban dầu vui mừng thay vì tang chế. Cảm ơn Chúa, phước hạnh mà Chúa nghe ban cho. Chúng tôi đã trải nghiệm được những cái phước hạnh này khi trong sự sức dầu của Chúa đã giúp đỡ cho những người mà người ta đã định rằng sắp chết và không còn bao nhiêu thì giờ để sống. Có những người, người thân đã chuẩn bị mua quan tài để chôn cất. Họ đã chuẩn bị để đào huyệt để chôn những người này. Mà cảm ơn Chúa, bởi sự sức dầu của Chúa thì sự vui mừng đến thay vì tang chế. Cái đám tang đó chưa thực hiện là bởi vì bệnh nhân đã được Chúa Ngài chữa lành một cách siêu nhiên. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được mức độ đó. Dầu, ban dầu vui mừng thay vì tang chế. Ban áo người khen thay vì lòng nặng nề. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta trong sự sức dầu của Chúa, bẻ cái ách của sự sợ hãi, bẻ cái ách của cai trị của thế giới tối tăm ở trên cuộc đời của một người, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đến và mặc cho họ cái chiếc áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Cảm ơn Chúa. Rồi tuyệt vời nữa anh chị em, những nạn nhân này sau khi được sự sức dầu của Chúa đến ở trên cuộc đời của họ qua những ống dẫn, qua những con người được sự sức dầu, thì chúng ta thấy rằng những con người này trở nên những người được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Họ được cứu, họ được trồng ở trong nhà của Chúa, và Chúa Ngài đã định đó là đời sống của họ sẽ kinh nghiệm được sự vinh hiển, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một bức ảnh tuyệt vời mà chúng ta thấy từ tối qua sáng, từ chỗ đổ vỡ, bị cầm buộc trở nên những người chúng ta thấy vui mừng, phước hạnh ở trong đời sống và có thể được trồng ở trong nhà của Chúa để được vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Đó là công tác của sự sức dầu mà đã báo trước bởi tiên tri Esai trong Esai 61 về thánh vụ của Đức Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu cũng nói rằng cùng với sự sức dầu đó, ngày hôm nay hội thánh của Chúa chúng ta cũng sẽ bước đi trong ơn của Chúa để giúp đỡ cho những người lân cận chúng ta. Thứ tư, chúng ta được sức dầu để đem sự giải cứu đến những nơi tối tăm. Có những nơi mà tin lành của Chúa chưa được rao giảng. Có những cuộc đời của những gia đình, của những gia tộc mà chúng ta thấy người ta đang ở trong bóng tối, cần được sự giúp đỡ. Cho nên chúng ta hãy chắc chắn rằng mình sẽ chứng kiến quyền năng của Chúa thi thố khi chúng ta khai phóng sự sức dầu. Chúa Ngài hứa với chúng ta như vậy. Sức dầu đặng
tin lành được rao giảng. Sức giàu đặng chúng ta có thể đem những người bị cầm buộc, để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Những người phú tù sẽ được sự tự do. Đặng rao năm băng ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta. Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu Si-ôn thay vì tro bụi. Đây là mục đích của sự sức giàu của Chúa, để đem đến sự giải cứu, đem đến sự chữa lành, để chúng ta có thể lan tỏa ra tin lành, quyền năng của Chúa đến những nơi mà người ta còn ở trong sự tối tăm. Cảm ơn Chúa. Trong lúc chúng ta chia sẻ lời Chúa, hãy tin chắc rằng những người ở trong tối tăm sẽ đến với ánh sáng lớn của Chúa. Phải có khải tượng đó và phải có đức tin đó, thì lời rao giảng của chúng ta mới đầy sự thuyết phục. Bởi sự sức giàu của Chúa, chúng ta giảng và mong đợi người ta sẽ đáp ứng. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa, để chúng ta có một sứ điệp, chúng ta có lời của Chúa để chúng ta giúp đỡ cho những người lân cận của chúng ta. Vì Chúa, Ngài có lời tươi mới đáp ứng được nhu cầu của người ta. Khi lời mặc khải cho ngày hôm nay, cho một nhu cầu, thì chúng ta biết rằng Kinh Thánh gọi đó là lời Rema, lời của Chúa đến ở trong những hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng đang cần lời đó một cách chính xác. Chúa, Ngài hứa ban, Ngài sẽ đặt lời của Ngài trong miệng của chúng ta. Trong sự sức giàu của Chúa, chúng ta sẽ công bố sứ điệp từ nơi Chúa mà Ngài ban cho chúng ta để đáp ứng nhu cầu của ai đó. Cho nên khi chúng ta biết có một cái nhu cầu, cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta có lời của Chúa, có sứ điệp để chúng ta giúp đỡ cho họ. Nhiều khi những lời khôn ngoan và tri thức nó không có dài, nó có nhiều khi chỉ là một từ thôi, nhưng mà từ đó là một cái chìa khóa. Khi chúng ta rao cho người đó thì một cánh cửa lớn mở ra, tấm lòng của họ được mở ra, vì họ biết rằng chỉ có trời mới biết cái việc này, chỉ có Đức Chúa Trời mới biết, mà Chúa Ngài sử dụng chúng ta để chúng ta nói lên điều đó, thì sẽ kéo họ đến gần Chúa để có thể kinh nghiệm được phước hạnh và trong ơn của Chúa. Khi chúng ta rao giảng, hãy tin chắc rằng ánh sáng sẽ chiếu ra trên sự tối tăm thuộc linh. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa khi được công bố bởi người được sự sức giàu, thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta đang ở trong bóng tối sẽ được kéo ra khỏi cái bóng tối đó, và họ có thể kinh nghiệm được ánh sáng của Chúa chiếu ra ở trên sự tối tăm thuộc linh của họ. Họ bắt đầu hiểu và mở lòng ra để tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Khi chúng ta phục vụ ở trong sự sức giàu, hãy tin chắc rằng những người mà chúng ta phục vụ trong sự sức giàu của Chúa sẽ mặc lấy mão hoa thay vì tro bụi. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nghe rất là nhiều lời làm chứng thế nào nhiều cuộc đời đã được thay đổi, từ chỗ của những người đã định tự tử, họ trở nên sống một sự sống vui mừng phước hạnh khi họ tiếp nhận được sứ điệp, được rao giảng bởi sự sức giàu của Chúa, ở dưới sự sức giàu của Ngài, làm cho tấm lòng của họ kinh nghiệm được một sự bứt phá. Họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa và cuộc đời của họ đã được thay đổi từ đó. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi nghe những lời làm chứng thật là tuyệt vời. Có một người chồng này, anh tin Chúa, nhưng mà vợ của anh sau gần 20 năm, chị vẫn không chịu tin Chúa. Anh làm một cái công việc khi anh tiếp xúc được với chức vụ của chúng tôi, anh sao chép những bài giảng vào trong những đĩa CD, rồi đưa cho vợ của mình. Chị cứ chất đó và để riêng đó, không chịu nghe. Nhưng một ngày kia, Chúa Ngài đã mở đường cho chị khi chị gặp cái sự khủng hoảng ở trong đời sống của mình. Nhớ đến cái chồng dĩa mà chồng đã đưa cho mình, chị bỏ vào trong xe, bật lên máy bắt đầu phát lại bài giảng đó. Nghe một lúc thì chị ngạc nhiên, và chị nói: cái ông mục sư này ở đâu mà ông nói đúng vào trong hoàn cảnh của tôi, như là ông đang đứng trước mặt tôi.
Cảm ơn Chúa, sau khi nghe một số bài giảng, chị đã đầu phục Chúa và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Sau đó cả gia đình được thay đổi, rồi gia tộc được thay đổi. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta rao giảng, chúng ta hãy tin chắc đó là những người đang ở trong chỗ của tro bụi, họ sẽ được mặc lên mỏ vàng. Hãy tin chắc rằng những người mà chúng ta phục vụ dưới sự sức dầu của Chúa, họ sẽ mặc áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Cảm ơn Chúa, vì lời của Chúa đem lại sự khích lệ. Lời của Chúa có thể mang đến đức tin cho họ. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà tôi nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng, khiến cho họ có thể bừng lên ở trong sự sống của Chúa. Họ cởi bỏ những cái nặng nề và mặc vào cái chiếc áo ngợi khen, bởi vì sự sức giàu của Chúa đem lại sự tự do cho họ. Tóm lại anh chị em, ách sẽ bị tiêu diệt vì sự sức giàu. Cảm ơn Chúa, chúng ta hãy tin chắc điều đó. Ách sẽ bị tiêu diệt vì sự sức giàu. Và chúng ta có sự sức giàu từ Đấng Thánh, cho nên chúng ta hãy đi ra trong sự sức giàu đó. Hãy tìm những người bị cầm buộc, những người phu tù, những người bầm dập, những con người đang ở trong sự tối tăm, và chúng ta khai phóng sự sức giàu của Chúa bằng những lời khích lệ, bằng những sứ điệp Chúa ngài ban cho chúng ta, bằng những lời khôn ngoan và tri thức Chúa ngài cho chúng ta, bằng cách chúng ta khai phóng sự sức giàu của Chúa để chúng ta chữa lành cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, và chúng ta công bố sự chữa lành. Và khi họ được lành thì chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi. Những con người bị cầm buộc, tâm trí của họ bị bấn loạn, họ không còn là mình nữa. Nhưng mà bởi sự sức giàu của Chúa và danh quyền năng của Đức Chúa Jesus, chúng ta có thể giải cứu họ, và họ có thể kinh nghiệm được sự tự do ở trong ơn của Chúa. Chúa muốn dùng chúng ta. Chúng ta là những người có thể kinh nghiệm được sự sức giàu của Chúa, để chúng ta đi ra và phân phối ơn của Chúa cho những người lân cận của chúng ta. Thì chúng ta có mỗi lời của Chúa, cầu nguyện trong Thánh Linh của Chúa, tin chắc rằng Chúa sẽ làm vững chắc những điều mà chúng ta chia sẻ. Chúa ngài sẽ làm thành điều chúng ta công bố. Khi chúng ta công bố sự chữa lành của Chúa ở trên một thân thể nào đó, hãy tin chắc rằng điều chúng ta công bố trong thẩm quyền mà Chúa ngài đã ban cho chúng ta, thì bệnh tật phải vâng lời. Khi chúng ta công bố, như Phi-e-rơ đã công bố, nhân danh Giê-xu người Na-sa-rét, hãy đứng dậy và bước đi. Ông nắm tay người bại, ông kéo người bại lên, chân của người bại lập tức cứng vững, người nhảy một cái được lành. Và đây là người bại từ thuở sanh ra nha anh chị em. Đi vào trong đền thờ để ngợi khen Đức Chúa Trời, vừa đi vừa nhảy múa. Một sự thay đổi lớn lao vì sự sức giàu của Chúa và quyền năng của Ngài. Và anh chị em, hãy để Chúa sử dụng chúng ta. Để trong sự sức giàu của Chúa, thì tất cả những cái ách trói buộc sẽ bị tiêu diệt vì quyền năng của sự sức giàu của Đức Thánh Linh ở trên đời sống của chúng ta. Hãy đi ra và khai phóng quyền năng phục vụ trong danh uy quyền của Đức Chúa Jesus. Sự sức giàu của Đức Thánh Linh sẽ mang lại sự tự do và giải cứu. Cho nên anh chị em, hãy khai phóng ân quyền của Chúa. Anh chị em có thể mới tiếp xúc với chức vụ của chúng tôi sau này. Anh chị em hỏi, nhưng mà làm sao để tôi có thể kinh nghiệm được sự sức giàu này? Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em ở tại đây. Làm thế nào để có thể kinh nghiệm được? Thứ nhất, chúng ta đến với Đức Chúa Giê-xu. Ngài là đấng sức giàu. Ngài là đấng Messiah. Đó là tiếng Hebrew, tiếng của cựu ước. Ngài là đấng chịu sức giàu. Trong Tân Ước, Ngài là Christ, ra từ gốc chữ Christos, cũng là đấng chịu sức giàu. Ngài có thể ban cho chúng ta sự sức giàu này. Cho nên hãy đến với Đức Chúa Giê-xu. Thứ hai, chúng ta hãy thưa với Ngài rằng chúng ta đang khao khát điều này. Vì Chúa không cho chúng ta, nếu chúng ta xin mà không biết sẽ sử dụng ở đâu và làm gì với sự sức giàu của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta khao khát, vì chúng ta đã thấy rồi lợi ích của sự sức giàu của Chúa, quyền năng của sự sức giàu của Chúa, để chúng ta có thể giúp đỡ, chữa lành, giải cứu, đem đến sự biến đổi trong cuộc đời của những con người.
Anh chị em, chúng ta có thể xin với một mục tiêu là Chúa xin sức dầu trên con để con được Chúa Ngài sử dụng. Sức dầu trên con để quyền năng của Ngài có thể thi thố xuyên qua môi miệng, đời sống của con, sự đặt tay của con, mà người ta có thể kinh nghiệm được sự tự do, được sự giải cứu. Thứ ba, không thỏa lòng với bất cứ những gì ít hơn, thấp hơn. Rồi khi chúng ta cần phải hoàn chỉnh, có một thời gian chúng ta phải chờ đợi, thì chúng ta đừng hạ thấp tiêu chuẩn mà nói rằng thôi chắc Chúa không có sử dụng tôi như mục sư Khánh mô tả, như Kinh Thánh đã bày tỏ. Tôi chỉ làm những công việc thấp hơn. Không, anh chị em, đừng hạ thấp tiêu chuẩn của những sự mong đợi của chúng ta với Chúa. Chúa hứa Ngài sẽ làm. Chúa hứa rằng khi chúng ta xin Chúa, Ngài sẽ ban cho. Cho nên hãy quyết tâm mong đợi một sự sức giàu lớn lao từ nơi Chúa. Vì chính điều này sẽ chứng minh cho Chúa, vì Ngài thấy được tấm lòng của chúng ta và Ngài biết động cơ của chúng ta muốn được quyền năng và sự sức giàu của Chúa để làm gì. Không phải để chúng ta được nổi tiếng hay là để với bất cứ một cái động cơ nào khác hơn, đó là muốn trở nên người hữu dụng ở trong tay của Chúa. Thì chắc chắn Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Tin chắc rằng Đức Giê-xu còn rất nhiều điều Chúa dành cho chúng ta. Không phải là Chúa Ngài đã ban sự sức giàu của Ngài cho bao nhiêu triệu con cái của Chúa trải qua bao nhiêu thời đại. Thì bây giờ Chúa hết rồi. Không, anh chị em, giàu không bao giờ khô cạn. Và sự ban cho của Chúa càng mạnh mẽ, càng lớn lao. Vì sự vinh quang ngày sau sẽ lớn hơn sự vinh quang ngày trước. Hội thánh của Chúa chúng ta tin rằng đang được Đức Thánh Linh trang điểm, phục hồi và kích hoạt các ân tứ quyền năng của Chúa một cách mạnh mẽ trong những ngày cuối rốt này. Vì hội thánh mà Đức Giê-xu trở lại để tiếp rước là một nàng dâu không tì, không vết, không chỗ trách được. Cho nên Chúa Ngài sẵn sàng hậu thuẫn chúng ta, Ngài sẵn sàng trang điểm chúng ta, Ngài sẵn sàng mặc lấy quyền phép trên chúng ta để chúng ta có thể có một chỗ ở trong chương trình lớn lao của Chúa, trong mùa thu hoạch những linh hồn lạc mất trở lại cùng Chúa trong những ngày cuối rốt này, để chúng ta có thể thấy một cơn phục hưng, phấn hưng toàn cầu dắt đưa triệu triệu người đến với Chúa ở trong những ngày sắp đến. Và cho chúng ta có thể nghênh đón Chúa khi Chúa trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Uống cạn tất cả những gì Đức Giê-xu dự bị cho chúng ta. Đừng chê bất cứ điều gì. Nhưng mà hãy khao khát càng hơn. Vì Chúa Ngài nói, người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Hãy khao khát, mong đợi. Mong đợi một sự ban cho đầy rẫy, mức độ của sự sức giàu của Chúa lớn lao. Thì chúng ta thấy trong Kinh Thánh có những mức độ khác nhau. Các sứ đồ lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Quyền phép mà quyền phép rất lớn. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài còn những mức độ lớn hơn nữa để ban cho chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi vẫn tiếp tục tiến sâu vào, bám chặt lấy Chúa, để xin Chúa Ngài cứ gia tăng sự sức giàu, bởi vì chúng ta không biết nhu cầu mà chúng ta sẽ gặp gỡ để chúng ta phục vụ nó đòi hỏi mức độ của sự sức giàu nào. Cho nên việc tốt nhất là chúng ta xin Chúa cho để sự sức giàu cứ gia tăng và chúng ta cứ phát triển ở trong sự sức giàu của Chúa. Và sự sức giàu của Chúa cũng sẽ làm cho những cái ách mà kẻ thù muốn đặt ở trên vai của chúng ta cũng không vừa trên vai chúng ta nữa. Cho nên chúng ta cứ phát triển, chúng ta cứ béo mập thuộc linh ở trong ơn của Chúa, hầu cho những cái gì cũ kỹ, những cái gì trước đây của thói hư tật xấu, nếu kẻ thù nó cũng muốn mang lại ở trên vai của chúng ta thì nó cũng không vừa nữa. Bởi vì Chúa
Ngài làm cho chúng ta mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa, và sự sức giàu của Ngài cứ tươi mới trong đời sống chúng ta luôn. Tóm lại, hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Hãy thưa với Ngài rằng, lạy Chúa con khao khát, lạy Thánh Linh con khao khát Ngài, lạy Chúa Giêsu con khao khát điều mà Chúa đã đến thế gian để làm. Ngài đến để làm chuyên con Đức Chúa Trời cất tội lỗi thế gian đi. Và cảm ơn Chúa nhờ đó mà con đã được cứu. Và Giăng Baptist cũng giới thiệu Ngài đến để làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Con xin đón nhận công tác thứ hai này của Chúa, mặc lấy quyền phép ở trên con người Chúa, sức giàu ở trên con người Chúa, để con có thể trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa để đón nhận ở trong ơn của Ngài. Trong thời giờ này, tôi khuyến khích anh chị em, chúng ta ghép mình vào trong vị trí như Thi Thiên 110 câu 3 đã nhắc cho chúng ta. Trong Ngài Chúa biểu dương sức mạnh, con dân của Ngài sẽ tình nguyện hiến thân. Muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì không phải chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh nhiều hơn, nhưng mà tôi tin rằng một phần lớn là để Đức Thánh Linh chiếm hữu chúng ta trọn vẹn hơn. Và chỉ có thể đến khi chúng ta tận hiến. Tận hiến mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy, chúng tôi luôn cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con xin tận hiến cuộc đời của con trong tay Chúa. Xin đầy dẫy trong con. Con xin nhường đời sống của con trong quyền kiểm soát của Ngài. Xin dạy con lời phải nói, việc phải làm. Sức giàu trên con, trong lúc con nghiên cứu học hỏi lời của Chúa, chuẩn bị để phục vụ dân sự của Chúa, chuẩn bị cho các sứ điệp, xin Chúa đầy dẫy trong con. Và đó là một trong những cách mà chúng ta có thể đến với Chúa và tận hiến cuộc đời của mình. Của lễ được đặt ở trên bàn thờ, nhưng mà của lễ này không phải là của lễ chết. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Chúng ta dâng cho Chúa thân thể chúng ta, đời sống chúng ta một cách tươi mới, để chúng ta giữ sự đầy dẫy Đức Thánh Linh liên tục ở trong đời sống của chúng ta. Trong Ngài, Chúa biểu dương sức mạnh, con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân. Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài. Cảm ơn Chúa kiểm soát đời sống của chúng ta. Có những chỗ nào làm cho chúng ta mất điện, có những chỗ nào làm cho chúng ta bị cách với quyền năng của Chúa, là những tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với sự hiện diện của Chúa. Khi tội lỗi được dời đi, mạch điện được nhập trở lại, và chúng ta thấy quyền năng của Chúa lại tuôn đổ ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự sức giàu tươi mới của Chúa luôn luôn ở trong ơn của Chúa. Để rồi, lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông. Cảm ơn Chúa, hãy bước vào trong kế hoạch của Chúa. Như tôi đã mô tả cho anh chị em, có nhiều điều phước hạnh đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Covid-19 đã đem cái công việc và sự phấn hưng toàn cầu đang đi đến với một tốc độ rất nhanh. Vì sợ chết, vì sợ dịch lệ, thì chúng ta thấy rằng con người trong sự sầu khổ, buồn thảm, bấn loạn, đã ngửa mắt lên kêu cầu Chúa và đã được giúp đỡ, đã được Chúa nghe đáp lời. Và chúng tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ làm việc đó. Bên kia của Covid-19, dân tộc Việt Nam của chúng ta, vô số người sẽ được cứu. Hội Thánh sẽ gặp những sự khó khăn đó, nhưng mà chúng ta đừng để cho những sự khó khăn này làm cho chúng ta chùn bước. Nhưng trong những giây phút này, hãy ở riêng với Chúa, tích lũy sự sức giàu của Chúa bằng những thời giờ liên lạc cầu nguyện với Chúa, hiến thân, tận hiến đời sống của mình trong tay của Chúa, nhường cho Chúa Ngài kiểm soát. Và bắt đầu bằng việc chúng ta đón nhận sự trang bị của Chúa, để chúng ta có được sự sức giàu của Đức Thánh Linh, hầu cho một mục vụ quyền năng Đức Chúa Giêsu dành cho mỗi chúng ta có thể hưởng được. Cảm ơn Chúa. Nên trong thời giờ này chúng ta cùng đến với Chúa.
anh chị em hết lòng mong đợi khao khát. Vì có những mức độ của sự sức giàu khác nhau mà chúng ta có thể thấy được. Chúng ta thấy có những người họ có một vài giọt dầu, có những người được một muỗng dầu, có một người được một bình dầu. Cũng có những chức vụ, những con người mà chúng ta thấy như là họ có một giếng dầu, một mức độ, một chừng mực lớn lao mà chúng ta tất cả đều có thể tiến tới. Họ cho chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng và tận dụng cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Chúa vì ý định của Ngài ngay từ buổi sáng thế. Ngài muốn chúng con được phước, nhân bội, sanh sản thêm nhiều và làm Chúa đầy dãy đất. Chúng con tin rằng không phải chỉ là để truyền giống nòi, nhưng mà là một sự nảy nở, phát triển, nhân bội của những con người được ở trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của mình. Hầu cho có thể sanh nở ra nhiều nhiều con người như vậy. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng con tin rằng Chúa rất muốn đem những con chiên đang đi lạc trở về với rằng chiên. Hầu cho chỉ còn có một bầy và một người chăn mà thôi. Chúng con tin rằng Chúa ngày muốn cứu những người lân cận của chúng con, những người còn lại trong gia đình của chúng con chưa tin nhận Chúa, những người trong dòng họ của chúng con, những người trong dân tộc của chúng con được biết đến Ngài. Và Chúa Ngài rất muốn điều đó. Cho nên Cha đã lên kế hoạch và Cha đã hứa rằng trong những ngày cuối rốt, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Giờ này xin Chúa đổ Thánh Linh của Ngài trên hết thảy anh chị em chúng con, những người đang khao khát. Chúa thấy tấm lòng của chúng con. Xin rót đổ Thánh Linh của Chúa ở trên mỗi một chúng con. Xin rót đổ sự sức giàu của Ngài trên chúng con một cách mạnh mẽ. Lạy Chúa Giê-xu, là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, chúng con xin Chúa trong thời gian này đến và nhận chìm hết thảy chúng con một cách tươi mới ở trong Thánh Linh của Ngài. Xin Thánh Linh giáng trên chúng con một cách tươi mới. Mặc lấy quyền phép của Ngài trên chúng con. Sức giàu trên chúng con như Chúa Ngài đã sức giàu ở trên Đức Chúa Giê-xu bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nên hỡi cha yêu dấu, xin sức giàu trên chúng con. Thánh Linh của Ngài và quyền phép của Ngài. Để chúng con có thể ra đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Vì Chúa ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa, giờ này xin sự sức giàu tươi mới của Chúa đến trên các chức vụ của các đầy tớ của Chúa, trên anh em của chúng con ở trong thời gian này.